Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Xem tử vi chọn đời là việc nghiên cứu và tìm ra mối liên hệ giữa tuổi can chi và ngũ hành bản mệnh của mỗi con người. Từ đó có thể đưa ra được những dự đoán tương đối chính xác về vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, xuyên suốt cuộc đời của quý vị gia chủ. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ cùng luận đoán tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971 có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng Thoa Kim Xuyến, Xuyến bằng vàng, xương con heo, tướng tinh con cọp, bà chúa tiên độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971 thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng kim thoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa thu là thuận số nàng, đều đặn sung sướng, an nhàn tấm thân. Mùa hạ thì bị lỗi thời, đông xuân cũng cực, làm giàu chẳng nên. Anh em xung khắc chẳng gần, ở xa thương nhớ, lại gần khắc xung. Giận ai nói dữ nói hung, mà lòng chẳng hận, giận ai bao giờ. Số này là gái thật thà, vì trời phú tánh nên nàng dễ thương. Số nàng cách trở nợ duyên, trước thì có của nhiều lần giả tan. Trung niên, vất vả, gian nan, kể từ hậu vận, an hưởng, thanh nhàn. Tổng quan, cuộc đời Tân Hợi thường có vận số khá đẹp về chuyện tình cảm, nhưng cũng như hạnh phúc gia đình thì có đôi chút khó khăn. Tuy nhiên trong cuộc sống thì Tân Hợi lại gặp khá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng, an nhàn. Tổng kết, cuộc đời nữ Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, nhưng gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên hưởng nhiều phú quý. Tuổi thọ của nữ Hợi dao động từ khoảng 72 đến 88 tuổi, ăn ở có tâm, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được thọ trường an khang, tài lộc dồi dào, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nên thỉnh về pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên tùy thuộc vào tháng sinh mà tình duyên của nữ Tân Hợi sẽ có những chuyển biến như sau. Thứ nhất, sinh vào tháng 1 âm lịch, bạn gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Cuộc sống hôn nhân có nhiều ưu phiền và lo lắng. Tuy nhiên, nếu biết dành thời gian hơn nữa cho gia đình thì cuộc sống sẽ khác. Thứ hai, sinh vào các tháng 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch. Đây là những người trong tình duyên trải qua nhiều vất vả, khó khăn mới có được hạnh phúc như ý muốn. Thứ ba, sinh vào các tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch, con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc, tốt đẹp, tìm được đối tượng xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc gia đình trọn vẹn, có nhiều niềm vui. Gia đình và sự nghiệp, gia đạo, thường đây là người phụ nữ rất đảm đang, chu đáo, biết thấu hiểu, quan tâm nên cuộc sống gia đình thường rất hạnh phúc và bình yên. Công danh, nữ tuổi Tân Hợi thường không có quá nhiều ý nghĩ, lập nghiệp thành tài. Họ chỉ muốn có một cuộc sống an ổn, bình lặng nên công danh hầu như không có. Sự nghiệp, những người này có năng khiếu về buôn bán cho nên rất khéo léo. Sự nghiệp sẽ có bước phát triển khi bước vào tuổi trung niên, làm việc hãy chăm chỉ, sẽ có của ăn của để, cuộc sống sung túc. Tuổi hợp làm ăn, nếu như chọn lựa đối tác làm ăn hợp tuổi thì sẽ khiến cho công việc ngày càng thuận lợi, phát triển, gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc. Nữ tuổi Tân Hợi nên hợp tác với các tuổi sau thì sẽ gặp vận may về tài lộc.
Tân Hợi, Nhâm Tý và Đinh Tỵ. Bên cạnh đó, nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971 cần chú ý trong việc làm ăn vào năm nay bởi gặp hạn phá thái tuế, dễ khiến bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ngáng đường, gây thất thoát tiền tài. Cách hóa giải phá thái tuế, cẩn thận hết sức trong mọi giao dịch làm ăn và bạn bè đối tác, đặc biệt đầu tư hùn vốn cần xem xét kỹ lưỡng, không nên gây thù chuốc oán với ai. Ngoài ra hãy đem theo vòng tam hợp Hợi Mão Mùi để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi Hợi Mão Mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não màu đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn khắc hình ba linh vật Hợi Mão Mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, hóa giải tiểu nhân, hòa hợp các mối quan hệ, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Lựa chọn vợ chồng, nếu nên duyên với các tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu thì cuộc sống của nữ mạng Tân Hợi sẽ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sự may mắn. Cuộc sống giàu sang, đáng mơ ước, không phải quan tâm nhiều đến vấn đề cuộc sống. Nếu kết hôn với các tuổi Giáp Dần và Bính Dần thì cuộc sống cũng có nhiều niềm vui nhưng lại không gặp may mắn về tiền bạc. Sau kết hôn, hai vợ chồng phải cố gắng nhiều hơn trong công việc thì gia đình mới được cải thiện. Phụ nữ tuổi Tân Hợi kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Canh Tuất, Mậu Thìn và Giáp Thìn thì nữ Tân Hợi có thể trong cuộc sống gặp nhiều vất vả và khó khăn. Muốn cải thiện cuộc sống thì ngoài chuyện cố gắng làm ăn, họ cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Cần chú ý, không nên kết hôn ở các tuổi 19, 23, 29, 31, 35 và 41 tuổi. Tuổi Đại Kỵ cần tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thìn, Đinh Mùi vì những tuổi này sẽ đem lại nhiều sự rắc rối không may đến với bạn. Năm khó khăn nhất, cuộc đời Tân Hợi sẽ gặp phải vận hạn vào các năm 22, 26, 30, 38, 43. Vì vậy, cần hạn chế đầu tư, kinh doanh, kết hôn, bất kỳ những việc hệ trọng nào vào những năm này để tránh gặp phải những điều xui xẻo, đề phòng kẻ gian hãm hại, hao tiền tốn của, làm việc vô ích. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, lựa chọn ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ khiến cho công việc của bạn định làm thêm thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Tuổi Tân Hợi phù hợp xuất hành vào ngày chẵn, tháng lẻ và giờ chẵn. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 20 tuổi. Trong những năm này, cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên của bạn sẽ có những thay đổi bất thường, lúc lên, lúc xuống. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều khó khăn, cản trở, khiến bạn dần trở nên chán nản và có ý định buông xuôi. Tuy nhiên sau đó sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, hướng dẫn bạn học chọn ngành nghề phù hợp hơn. Công việc bắt đầu có những bước tiến mới, tình duyên gặp nhiều trắc trở, bạn không thể nào quên được mối tình đầu. Từ năm 23 tuổi đến năm 25 tuổi, những năm này đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp và là bước ngoặt trong tình duyên của bạn. Trong công việc, nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ những người xung quanh mà bạn đạt được những thành công lớn, vượt ngoài mong đợi, tình duyên thuận lợi, gặp được người cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, đây là khoảng thời gian diễn ra nhiều biến cố, vì vậy nên thật thận trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra một quyết định bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ trong tương lai của bạn. Từ 31 tuổi đến 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, bạn sẽ có nhiều niềm vui liên quan tới công việc và hạnh phúc gia đình. Những năm này sẽ có vận may về tài chính, tuy nhiên cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh bởi có những mối đe dọa đang rình rập, ra ngoài cũng nên cẩn thận tránh để tai nạn xảy ra. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, đây là khoảng thời gian rất thuận lợi cho bạn thể hiện bản thân, nâng cao vị trí trong công việc. Nhiều cơ hội đến bất ngờ, do vậy bạn cần phải sáng suốt để nhận ra và nắm bắt nó. Ngoài ra bạn cũng nên dành thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình hơn, đừng nên lơ là chuyện vợ chồng con cái, kẻo ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này vận may tới cửa, do vậy bạn gặp rất nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong gia đình. Có vận may về tài chính, vì vậy nếu như có những ý tưởng kinh doanh hay đầu tư vào đó thì nên thực hiện bởi vì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Tuy vậy cũng phải nên thận trọng, nắm chắc rồi hãng làm, kẻo hao hụt tiền bạc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này sự nghiệp đã bước vào giai đoạn ổn định và không có dấu hiệu phát triển. Bạn nên tập trung chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân, chú ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi, điều dưỡng hợp lý, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, quan tâm chăm sóc người thân yêu.
từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Những năm này, cuộc sống tốt đẹp, tuy có gặp một số rắc rối nhỏ nhưng cũng đều được xử lý một cách nhanh gọn và sạch sẽ, con cái thành đạt, công danh sự nghiệp phát triển, làm rạng rỡ dòng họ. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, bước sang những tuổi này thì bạn nên đặt công việc và sự nghiệp sang một bên. Nên dành thời gian chăm sóc bản thân, đặc biệt là phải chú trọng tới vấn đề sức khỏe, thường xuyên đi kiểm tra định kỳ, chú ý hơn tới rèn luyện thân thể, chế độ ăn uống, vui chơi giải trí. Trong những năm này sẽ có vận may về con cháu và tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình. Có thể những suy nghĩ, những dự đoán trên tử vi không bao giờ chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người. Nhưng tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy mong rằng quý vị gia chủ chúng ta đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân mình trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự hanh thông.